Ok, hello, xin chào tất cả bạn nha. Mình là Trường Quân Tư Quy chứ mà đây. Chắc hẳn cũng nhiều bạn thắc mắc là không biết ngoài đời thì mình bắt cua như thế nào. Thì ngày hôm nay mình sẽ đi tới một cái khu vực bắt cua. Đấy, em nhìn không? Thì mình hôm nay mình sẽ thể hiện cái khả năng bắt cua ngoài đời thật của mình để xem thử là ngoài đời thật thì mình bắt cua sẽ như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu lên để mua vé trước nhá. Cho em 4 vé đi. 4 vé triệu tư. 4 vé triệu tư. Mít thi kìa. Mít thi kìa. Bây giờ là chơi luôn map bắt cua khó. Hai đồng chí có dám làm kèo solo bắt cua không? Ok. Em kèo không? Kèo bao nhiêu? Mỗi người triệu ấy. Mỗi người triệu ấy. Ok. Rồi, người triệu. Có nghĩa là bây giờ hai thanh niên mà có nghĩa là bây giờ ba thằng bắt cua. Ừ. Mỗi thằng bỏ ra 1 triệu. Ừ. Ví dụ như là bây giờ là thằng, như bây giờ thằng rùa ngáo thắng đi. Ừ. Là thằng rùa ngáo nó sẽ được lấy được 1 triệu của Tuần Nhà Châu, với là 1 triệu của mình là rùa ngáo được 2 triệu. Ừ. Đấy, như vậy nhất là như vậy là kèo bắt cua 3 triệu đúng không? Ừ, nhất là tất. Ok. Nhưng mà bây giờ oxy cho ai đi trước em? Không, bây giờ là thằng nào chạy nhanh thằng đấy lên thôi. Okay, bây giờ mình sẽ bắt đầu cuộc solo bắt cua nhá. Rồi, à, anh em nhìn thấy cây cao không? Ví dụ. Ok, trèo lên để bắt đầu solo bắt cua. Với lại mấy thanh niên của bắp này. Solo trong game không lại, mình bây giờ rủ solo ngoài đời thật các bạn. Rồi, lên được trên này rồi. Như vậy là step 1, step đầu tiên. Mình sẽ qua bên kia là step 2. Step đầu tiên nào. Ui dồi. Ok. Step 2. Như vậy là mình vừa cán mốc. Mình vừa cán mốc step 2 rồi các bạn ạ. Phê. Không nhận bắt cua ngoài là thật, phê thật các bạn. Nhưng mà ví dụ mà các bạn mà nhảy mà có rơi xuống đất mà chết là chết luôn nhá. Khỏi hồi sinh nhá. Người Tuần Trẻ Châu đang ở ngay step 1, sắp đổi kịp mình rồi. Mình phải chạy trước để cho Tuần Trẻ Châu không đổi kịp được. Ok, step 2 qua step 3 nha các bạn. Ui vô. Sợ chưa anh em? Đấy, cứ phải đu đu qua cái dây này. Rồi, step 3. Các bạn, Tuần Trẻ Châu cũng rùa ngáo đang ở step 1. Ấy, mấy gà. Ok, step 3 qua step 4 nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ từ step 3 qua step 4. Thì rùa ngáo với lại Tuần Trẻ Châu vẫn step 1 nhá. Quá gà luôn. Rồi, đi nào. Yeah. Rồi, step mấy ta? 1, 2, 3, 4. Như vậy mình đang ở step 4. Bây giờ step 5 các bạn, thì step 5 này mình thấy nó khá là dễ, chả có gì đặc biệt. Ok, step 5. Năm này thì gọi là quá là đơn giản luôn đấy. Anh em cứ đi ở cái dưới lưới như thế này này. Cái lưới này chả đứt chả rơi được đâu, cứ đi thoải mái thôi. Gì đâu. À, như vậy là mình đang ở trên một ngọn núi khá là cao rồi các bạn. Ok, đi nào. Ở chỗ đây sợ lắm, Tuần Trẻ Châu có đi được không? Có đi được step này không? Cao lắm. Không đi được thì xin ăn bảo vệ cho xuống nghe chưa? Xin ăn này xuống này, xin ăn bảo vệ cho xuống. Xuống hay chơi nữa, có sợ không? Các bạn là Tuần Trẻ Châu, mình thấy cái step này nó khá là cao, khá là kinh dị ấy, cho nên mình hỏi Tuần Trẻ Châu là có muốn chơi nữa không?
Có chơi nữa không? Ok, như vậy tuần Trẻ Trâu sợ mất tiền nên vẫn cố chơi các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ chơi cái sở tép này, sở tép 3, sở tép 4, sở tép 5. Bây giờ mình sẽ từ sở tép 5 qua sở tép 6 ở bên kia. Quá cao, quá kinh dị luôn các bạn ơi. Ui dù, sợ thế nhỉ. Thế mà cái bà chị kia bảo qua không làm sao mà sao bây giờ mình sợ dữ ta. Ok, đi thôi. Ok, như vậy là rùa ngáo với Tuần Trẻ Trâu là bây giờ mới tới cái step 3. Tuần Trẻ Trâu chuẩn bị tới step 4, sắp đổi kim rồi. Đi, phải đi nhanh mới được. Đây là cái step từ step 6 qua step 7. Rất chi là khó, rùa có dám chơi nữa không? Không chơi nữa thì nghỉ. Cứ 3 triệu đây mình chơi mình nghỉ. Ồ, vậy là tiếp tục solo đúng không? Ok, bây giờ như vậy là mình đang dẫn trước bọn nó một step. Thì bây giờ mình sẽ bắt cua luôn để chắn đó. Đêm dài lắm mộng bọn nó bắt cua kịp mình. Ok, như vậy là mình bây giờ sẽ từ step mấy ta? Như vậy là bây giờ mình sẽ từ step 6 qua step 7. Rồi, đi thôi. Let's go. Oh, quá phê, không có gì phải sợ. Ây ô, đau chim, dập chim. Ok, anh em nhìn thấy ở bên kia là step 5 nhá. Thì cái step 6 này là cái step mà dài nhất mà trong cái map bắt cua này mình bắt cua luôn đó. Nhưng mà lúc chạm vào đây hơi đau chim một chút các bạn. Ok, để xem là Tuần Trẻ Trâu có dám qua step này không nhá. Wow, Tuần Trẻ Trâu ghê quá các bạn ơi, bắt cua ghê quá, ăn sướng, ăn sướng, ăn sướng. Đu lại đây, đu lại đây. Đu lại, nắm dây đu lại, đúng rồi, đu. Nắm dây đu, từ từ nhé, bên kia từ từ quá nhá. Nắm dây đu. Nắm như này, nắm một tay như này xong lại nắm tiếp một tay kéo, hiểu chưa? Đừng có đẩy cái đấy, cứ kệ cái đấy nó tự đi theo được. Chỉ di chuyển tay thôi, đu tay thôi. Đấy, đúng rồi. Đấy, được rồi, bắt cua tốt đấy. Cảm giác phê không? Vừa sợ vừa phê hả? Ok, như vậy là mình mặc kệ nó nhá. Mặc kệ Tuần Trẻ Trâu, tao đi trước này, không có mày đuổi kịp tao. Mày ăn mất của tao 1 triệu thì sao? Ok, bây giờ mình sẽ từ step 7 qua step 8 nhá. Ui dù, anh em nhìn thấy step này sợ chưa? Ây dù, quá là sợ luôn. Step này bình thường lắm. Step này quá easy luôn, đi quá đơn giản. Tuần Trẻ Trâu đang bị kẹt ở step mấy ta? Step 7 à? Đúng rồi, step 7. Mình đang ở step 8. Ok, qua step 9. Ok, let's go. Step 9. Lại một step nữa các bạn ơi. Chiến luôn, ngại gì. Chùm mắc cua mà đúng không? Rồi, đi nhá.
Ôi chết rồi các bạn ơi, thằng Tuân Trẻ Châu nó đang tới kìa. Ui dù, thằng này bắt cua nhăn quá, mình phải đi nhăn mới được các bạn ơi. Chết rồi. À, cái thằng này nó bắt cua nhăn ghê các bạn ơi, nó gần đuổi kịp mình rồi. Ôi đi nhăn, đi nhăn. Nhăn không Tuân Trẻ Châu nó đuổi kịp mình các bạn ạ. Ê, sao mày bắt cua. Ê, Tuân Trẻ Châu. Tuân Trẻ Châu, tao mày bắt cua gà cho mày. Tuân Trẻ Châu toàn bắt cua tới đây nửa chừng xong mày bị tịt các bạn ạ. Rồi về đứt trước nhá, xin lỗi nhá. Rồi về đứt thôi. Rồi, ok. Như vậy là mình là người về đứt đầu tiên nha các bạn. Như vậy là Tuân Trẻ Châu về vị trí thứ hai, Ruồng Áo về vị trí thứ ba. Tuân Trẻ Châu bắt cua khá là tốt nhưng mà bị lỗi một vài chỗ cho nên không thể thắng được mình. Sao mày thấy tao bắt cua ngoài đời ghê không? Ghê. Quá đẳng cấp luôn đúng không? Đẳng cấp đấy, ghê lắm. Rồi ghê thì đưa 1 triệu đây chứ ghê cái gì. Rồi tí nữa ra kia đưa 1 triệu nghe chưa? Ok, như vậy là Ruồng Áo về vị trí thứ ba. Như vậy là mình đã về đứt rất lâu. Bây giờ Ruồng Áo mới tới nơi thì bạn với lại Tuân Trẻ Châu thì tí nữa cho mình xin mỗi người 1 triệu nhá. 1 triệu nào nhỉ? Ô, 1 triệu solo bắt cua. Quên rồi. Vừa nãy ở trên đây ở điểm xuất phát bạn bảo chúng ta solo bắt cua kèo 1 triệu sợ ai, xong bây giờ bạn lại bảo không biết là thế nào. Mình mất trí nhớ tạm thời. Mất trí nhớ tạm thời. Mới đặt cái nó sao mất trí nhớ tạm thời. Ok, nhưng mà là thanh niên Tuân Trẻ Châu với lại Ruồng Áo rồi. Sau khi solo xong thì xù tiền mình không chịu trả các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đi bắt cua thêm vài map khó, tại vì ở đây có tận 6 map bắt cua. Thì cái map mình vừa bắt cua là cái map bắt cua khó nhất, cao nhất. Thì bây giờ mình sẽ đi map, mình đi mấy cái map bắt cua khác đi, xem thử mấy map bắt cua đấy có gì hứng thú không nhá. Ok, bây giờ mình sẽ bắt cua map bắt cua đỏ. Ok, map bắt cua này thì bắt cua chơi được các bạn ạ, chứ còn không solo nữa nhá. Ai nè không? Đấy, chỉ cần trượt chân té cái là sắp bật lờ ngay. Ôi dù, hình như map bắt cua này, map bắt cua thể lực này sao á? Trèo thế mệt quá. Ôi dù, vậy là mình ra mồ hôi quá nhiều. Ôi dù. Ôi. Rồi, như vậy là mình đã lên được step 1.
Okay, như vậy là mình và Tuân Trẻ Châu với lại thanh niên Rùa Ngáo là đã kết thúc cái buổi bắc cua ngoài đời thật ngày hôm nay các bạn. Thì clip của mình cũng dừng lại ở đây nhá. Nếu các bạn thấy mình bắc cua hay ghê thì đừng quên nhấn like, share, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ cho bọn mình nhé. Còn bây giờ thì bye bye tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Bye.